chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Niềm Tin Chiến Thắng để cùng vinh danh những giải thưởng cao nhất của Open Day 2022. Chúng ta hãy cùng vỗ tay theo giai điệu của ca khúc này được không ạ? Và xin mời tất cả những chủ nhân đã đặt giải khai play ngày hôm nay sẽ cùng tiến lên sân khấu ạ. Mời bác sĩ Dương Tiến Tân, cầu thủ trẻ Bảo Đức. Lãnh đạo và khách mời sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng ghi lại khoảnh khắc ấn tượng và đặc biệt này. Một lần nữa xin mời quý vị khách mời và các thành viên trong ban tổ chức sẽ tiến lên sân khấu ạ. Vẫn sẽ còn mãi và khúc này cũng sẽ khép lại đêm gala trao giải Fairplay năm 2022. Chúc tất cả quý vị đại biểu, quý khán giả sẽ có một đêm thật vui, thật ý nghĩa trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn.